Tiên tri tháng đại họa lớn nhất Kỷ Dậu 1969, tán gia bại sản, tiêu tài tán lộc, mất sạch mọi thứ. Anh chị thân mến, nghe xong tiêu đề chắc hẳn sẽ có anh chị phản đối, thậm chí còn hỏi lại gay gắt chúng tôi rằng làm cả năm vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt, giờ bỗng nhiên để mất sạch thì quá vô lý. Nếu thế thì chẳng cần phải cố gắng làm gì vì đằng nào chả tán gia bại sản, toàn nói linh tinh vớ vẩn. Anh chị nghĩ như vậy cũng đúng thôi, nhưng cái gì nó đã là sự thật thì không thể chối cãi được. Dù đã gần về cuối năm, nhưng vẫn sẽ có một tháng mà Kỷ Dậu sẽ gặp đại hạn triền miên, vỡ nợ mất sạch, tài sản tiêu tán, sức khỏe tiêu tan, nếu không cẩn thận còn phải về chầu Diêm Vương sớm. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, nhân quả là có thật, đôi khi nó chưa đến chứ không phải là mãi mãi không đến, nên đừng mang tâm lý cầu may khi làm một việc trái với đạo nghĩa. Lại nói chúng ta tin vào nhân quả, không phải để sân hận, chờ ông trời giáng xét đánh vỡ đầu đứa mình ghét. Ta tin vào nhân quả để dưỡng tính tu tâm, để thông linh hướng thiện, chứ không phải để hả hê cái sự ghét bỏ ai đó của bản thân mình. Người đang làm có trời đang nhìn, có quỷ thần chứng giám, có thiên địa chứng linh, đi đâu mà vội, hãy cứ làm tốt câu chuyện của bản thân mình. Giả sử anh chị nhặt được 3.000 đô, anh chị sẽ vui lắm đấy, cười như được mùa, hỉ hả cả ngày, xong rồi niềm vui đó sẽ phơi dần, sau vài ngày chẳng còn quá nhớ nhung. Lại giả sử anh chị rơi mất 3.000 đô chẳng hạn, sẽ xót lắm đấy, nỗi đau ấy sẽ mãi mãi luôn còn, hàng năm nhớ lại thấy nhói ở trong tim một cái, nhớ lại 10 lần, nhói đổ 10 cái. Con người ta có xu hướng ghi nhớ nỗi đau nhiều hơn là những vui cười, cho nên đôi khi hãy cứ nhớ, cuộc sống không quá nặng nề đâu, là anh chị đang giữ nhiều tâm tư muộn phiền quá đó. Hãy cười một cái thật tươi, nghe một bản nhạc mình thích, đọc một cuốn truyện mình mê, xem một bộ phim mình thấy thú vị và ăn một món ăn mình thấy khoái khẩu. Giải phóng tư duy, giải phóng tư tưởng, hỷ xả bản thân khỏi quá khứ muộn phiền. Chỉ cần vậy, anh chị sẽ thấy cuộc đời này vẫn rạng người lắm thay. Về cơ bản không có tháng được gọi là xấu, tháng nào cũng sẽ có mặt tích cực và tiêu cực. Tuy nhiên do quan niệm tháng bảy âm là tháng chúng sinh được siêu linh tịnh độ, hay cửa địa ngục mở, vậy nên dễ quấy rối đến người dương, cho nên tháng bảy âm hay coi là tháng xấu. Thực tế cần hiểu, việc ta làm, việc ma làm, không ai rảnh mà quấy phá ai. Nếu có thì đó là nhân quả mà ta phải gánh cho những nghiệp quả từ những hành vi của chính bản thân mình. Tháng bảy âm cũng được hiểu là tháng vu lan báo hiếu gần thì thân sinh phụ mẫu, báo hiếu xa là lúc ta hướng về ông bà, gia tiên tiền tổ, thắp một nén tâm hương, gửi một lời tạ ơn, thấu một câu nguyện cầu cho chúng con hữu duyên thành con cháu trong nhà. Vậy nên hãy đón nhận tháng này một cách nhẹ nhàng và bình hòa nếu nói về hạn. Đôi khi hãy cứ hiểu các dòng năng lượng xấu trong đất trời trong tháng bảy âm sẽ rất nhiều. Nó dễ ảnh hưởng tới tâm tính của ta, tới cảm xúc của ta, ảnh hưởng tới suy nghĩ, hành vi và cách ứng xử. Nên tháng này dễ cãi vã nhiều hơn, thị phi nhiều hơn, đi lại không cẩn thận, thiếu tỉnh táo thì va chạm nhiều hơn. Vậy nên hãy tu tâm dưỡng tính, tu thần tu khẩu trong tháng này. Tháng này có thể đón nhận một vài tin vui, cứu cánh khỏi những sầu lo đã kéo dài suốt những ngày vừa rồi. Nếu anh chị không tin, cứ coi mấy dòng trên là một câu chuyện đọc giải trí. Nếu anh chị tin, thì hãy nhớ đừng có sợ. Ngoài cô hồn còn có Phật Thánh, ngoài phong linh còn có luật trời, đạo lý thiên địa, không phải muốn làm gì thì làm. Suy cho cùng, chỉ cần biết chắp tay, biết cúi đầu cẩn cáo. Biết này, quý anh chị Kỷ Dậu, thời gian qua anh chị đã quá vất vả rồi, cố lên anh chị nhé. Cuộc sống vốn không dễ dàng gì, những ngày qua thời tiết khắc nghiệt quá, anh chị Kỷ Dậu cũng đã có tuổi rồi nên chắc cảm thấy bức bối và khó chịu lắm nhỉ. Hãy giữ gìn sức khỏe anh chị nhé, cố lên, anh chị rồi sẽ ổn cả thôi. Mệnh Phát Tài vẫn ở đây, chúng tôi luôn lắng nghe và đồng cảm với quý anh chị. Anh chị Kỷ Dậu có biết không, không phải tháng 6, tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn mới là thời điểm đen tối nhất năm mới Kỷ Dậu. Vì đây là lúc tử vi cảnh báo bạn mệnh nên đề phòng có tiểu nhân, bày mưu tính kế hãm hại sau lưng. Muốn ổn định làm tốt việc của mình cũng không xong. Kẻ xấu có thể là người thân cận bên cạnh con giáp này,
cho nên mới tìm ra được sơ hở. Bạn mình đừng quá tin tưởng vào một ai đó. Tốt nhất, việc quan trọng thì không nên chia sẻ quá nhiều thông tin, nên tự mình giải quyết. Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu rất tệ. Con giáp này phải tốn nhiều thời gian và công sức để xử lý những vấn đề phát sinh trong công việc. Chắc chắn sẽ phải đánh đổi cuộc sống riêng tư và vất vả. Khổ cực đôi khi là cả sức khỏe hay thậm chí là tính mạng của mình lúc nào không hay. Vận trình tử vi công việc người này hay gặp chuyện vạ miệng, tính cách ôm đồm, vì giúp đỡ người khác một đôi khi vướng vào thị phi không đáng có. Mặt công việc do khả năng ăn nói khéo léo, biện luận hơn người nên khi tranh luận thường đeo bám mãi một vấn đề khiến người đối thoại khó chịu. Từ tháng 7 âm lịch, tháng cô hùng trở đi, vận trình tương xung tiềm tàng gây biến động, có thể người này sẽ gặp vài thay đổi trong công việc, phải đi công tác rất xa hoặc phải gặp đối tác nhiều. Xung vận sinh dịch mã, người tuổi Dậu cần chú ý tâm tư bất định, tư tưởng xa vời, tâm thế bất an cũng khiến mặt sự nghiệp đi xuống. Kết luận chung, dù làm gì tuổi Dậu cũng cần tỉnh táo và thận trọng, không quản chuyện bao đồng, không nghe những lời xu nịnh ám mùi, sẽ tránh được một vài rắc rối cản trở con đường phát triển sự nghiệp. Sự nghiệp sa sút tạm tệ, cùng với đó, con đường tài lộc của người tuổi Dậu cũng chẳng khấm khá là bao. Trong giai đoạn này, vận trình tài lộc không còn được thiên tài trợ mệnh, nên cực khó khăn trong việc kiếm tiền bên ngoài. Người này rất trọng nghĩa khí và hào sảng, vì vậy đôi khi hay mất tiền cho bạn bè người thân. Người tuổi Dậu sẽ vì bạn bè hoặc họ hàng mà khẳng khái cứu giúp kinh tế cho họ, đặc biệt dù người thân ra sức phản đối, cho rằng con giáp này đang chịu thiệt thì người này cũng không hề lay chuyển. Vậy nên đây chính xác là thời điểm dễ bị lừa lọc, lớn thì tiền bạc, nhỏ thì lựa chuyện ăn uống phạt vạ. Phận tài lộc của người tuổi Dậu không được tốt do tương quan lâm suy vận, tính tình ngang ngược không chịu lắng nghe lời khuyên, khiến bản mệnh sẽ bị chơi xấu trong tài chính, suy nghĩ viển vông, nên người tuổi Dậu sẽ chi tiêu hoang phí, không có mục đích. Phận tiền bạc lâm thói vận chủ thì giai đoạn này cần phải ăn phận thủ thường, con giáp này nên chú ý vận ký đi xuống sẽ không tốt cho việc kiếm tiền. Khi mà anh chị thiếu sự tích cực trong cách làm việc, dễ cảm thấy bận rộn vất vả, tinh thần bi quan nên luôn cảm thấy không có lối thoát. Phận tiền nông đề phòng thị phi chơi xấu, sinh mệnh bước vào thoái nên cần phải tích cực hơn, giữ cho tính mình nhẫn nại cần thiết, bằng không vận tài lộc nhất định đi xuống dốc không phanh. Tình duyên tuổi Dậu cần thật sự chú ý người thân trong gia đình, kẻo chuyện lớn sẽ xảy ra. Mạng này chủ về sự xa rời người thân, nhân duyên với song thân bạc bẽo. Tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn không còn là tháng của gia đình. Người độc thân không cảm thấy ấm áp khi về nhà. Người có gia đình thì có điểm rạn nứt xa cách. Bản mệnh có nhiều suy nghĩ tiêu cực bởi vì tất cả mọi điều thất bại, không làm được việc gì xa hồn. Quá cưỡng cầu trong chuyện tình cảm, bỏ quên cảm xúc nhất thời của nửa kia, cách cư xử của đối phương quá xa những điều con giáp này tưởng tượng. Người có gia đình vì nhu nhược nên không thể làm chủ bất kỳ việc gì trong nhà. Nam mạng thì quan tâm đến công việc nhiều hơn gia đình, nữ mạng thận trọng vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Nói chung, quý anh chị trong năm tới không nên ở cùng một không gian với mẹ chồng, thì con giáp này cũng nên quan tâm hơn đến chuyện tình cảm của mình. Không khó để dành ra vài ba phút nhắn một hai tin nhắn cho người ấy yên tâm, phải không? Anh chị đừng để đối phương hiểu lầm sự im lặng của anh chị rồi lại đâm ra nghi ngờ, tạo nên cuộc ghen tuông không đáng có nhé. Tuổi Dậu sẽ trổ diêm vương sớm nếu không biết được một số điều về sức khỏe sau đây. Người tuổi Dậu nguyệt lệnh đeo bám mà tinh thần ức chế, tạng phủ là tim chịu ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là vào khoảng thời gian sáng sớm hoặc đêm tối khi âm khí và hàn khí hoành hành quấy nhiễu. Đặc biệt với những người tim khí vốn yếu thì càng phải đề phòng hàn tính và điều dưỡng tâm tính. Trong giai đoạn này, bản mệnh dễ gặp triệu chứng tim đập quá chậm do cơ tim bị viêm, người này dễ mệt mỏi, thở dốc hay chóng mặt đau đầu. Con giáp này cần thường xuyên kiểm tra huyết áp của mình. Nếu người tuổi Dậu thấy sắc mặt nhợt nhạt hay vàng vọt, mạch đập toàn thân yếu, đó là hiện tượng tim khí mất cân bằng, nên kiểm tra ngay lập tức.
Ngoài ra bản mệnh nên hạn chế hút thuốc hoặc đến những nơi nhiều khói thuốc lá. Khói thuốc không chỉ nguy hại cho phổi mà nó còn tổn thương rất lớn đến hệ tim mạch. Người tuổi Dậu cũng cần chú ý đường ăn uống, tránh để mất nước nhiều, cần thường xuyên cân bằng âm dương. Người trẻ tuổi không nên ăn quá nhiều đồ ăn nhanh để tổn thương thận. Người lớn tuổi tránh ăn nhiều đồ ăn mỡ, đồ mặn, hay ăn nhiều đồ ăn có màu đen, trợ giúp cho thận và bàng quang vận hành thuận lợi, giúp xương cốt khỏe mạnh. Chú ý đi lại cẩn thận, tuân thủ luật giao thông. Kỷ Dậu của tôi ơi, anh chị biết không, tử vi tuổi Kỷ Dậu nam mạng nữ mạng 1969 năm 2024 đánh bại thử thách, gặt hái thành công. Thông tin sơ lược tử vi năm 2024 cho nam bạn Kỷ Dậu 1969, sao kế đô, hạn địa võng, vận niên khuyển cùng phong, song nhà. Năm 2024 nam Kỷ Dậu hợp tuổi với những người sinh năm 1972, 1981, 1989, 1996, 2001, 2005. Xuất hành ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024 là thời điểm tốt nhất để người nam bạn bắt đầu các kế hoạch mới. Giờ tốt nhất để xuất hành 3 giờ đến 5 giờ, 7 giờ đến 9 giờ, 9 giờ đến 11 giờ, 15 giờ đến 17 giờ và 17 đến 19 giờ. Hướng xuất hành hướng đông nam sẽ được hưởng lợi từ tài thần. Màu sắc hợp mệnh xanh lục xanh lá. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2024 nam mạng. Trong năm 2024, nam mạng Kỷ Dậu sẽ trải qua nhiều may mắn và thử thách. Vì vậy, nếu anh chị muốn bắt đầu một lĩnh vực mới, hãy cân nhắc kỹ và chuẩn bị tâm lý. Ngoài ra cũng cần chú ý đến giấy tờ và pháp lý, nên giao dịch có hóa đơn để tránh những rắc rối không đáng có. Phận trình của nam Kỷ Dậu sinh năm 1969, trong năm Kỷ Dậu sẽ có nhiều thay đổi, đặc biệt là về vấn đề tài chính. Tuy nhiên, nếu biết cách quản lý tiền bạc thông minh, anh chị sẽ đạt được sự an toàn tài chính và có cuộc sống thoải mái, yên bình và hạnh phúc. Luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2024 nam mạng trên các phương diện khác nhau. Một, về công việc và sự nghiệp. Công việc của nam Kỷ Dậu sẽ đạt được những thành tựu đáng kể và dường như đã ổn định. Năm 2024 sẽ là thời điểm quan trọng khiến anh chị phải cố gắng duy trì những thành quả đã đạt được và có thể chia sẻ cho con cháu trong tương lai. Mặc dù vẫn còn gặp khó khăn, nhưng thái độ của nam Kỷ Dậu đã thay đổi rất nhiều khi đối mặt với những thử thách. Mệnh chủ bây giờ đã trở nên bình tĩnh hơn, tích cực hơn và luôn sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống. Điều đó chính là kết quả của những kinh nghiệm và bài học mà anh chị đã học được trong quá trình làm việc từ khi còn trẻ. Hai, về tài chính. Năm 2024, tình hình tài chính của nam Kỷ Dậu vẫn được duy trì ổn định. Với tính cách chăm chỉ và khả năng quản lý tài chính tốt, mệnh chủ đã rèn luyện cho mình bản tính tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Do đó, khi đã trải qua nửa cuộc đời, nam Kỷ Dậu sẽ có một khoản tiền dành dụm đáng kể để sống một cuộc sống thoải mái. Với tuổi 52, nam Kỷ Dậu có thể sử dụng số tiền tích lũy một cách thông minh cho những mối quan hệ quan trọng như gia đình, con cái, sức khỏe, thể thao hay kinh doanh. Đầu tư vào những lĩnh vực này sẽ giúp anh chị có một cuộc sống thư thái và hạnh phúc hơn. 3. Về tình duyên và gia đạo. Trong năm 2024, gia đình của mệnh chủ sẽ được hưởng một năm thịnh vượng và hài hòa với vai trò là trụ cột của gia đình. Nam Kỷ Dậu luôn được mọi người yêu mến và kính trọng, dù ít biểu hiện ra bên ngoài, nhưng mệnh chủ luôn quan tâm và giúp đỡ các thành viên trong gia đình để duy trì và củng cố mối quan hệ tốt đẹp với con cái, người thân. Trong năm 2024 này, mệnh chủ nên có lòng bao dung và sẵn sàng chia sẻ với gia đình, hay dành nhiều thời gian để hiểu và gắn kết với nhau. Đồng thời hãy cùng vợ và con cái xây dựng sự nghiệp để cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. 4. Về sức khỏe. Trong năm 2024, mệnh chủ nên có kế hoạch chăm sóc sức khỏe tốt hơn bằng cách duy trì lối sống lành mạnh và thay đổi thói quen ăn uống. Anh chị không chỉ giữ được cơ thể khỏe mạnh mà còn phòng tránh được các bệnh tật. Đặc biệt, nam Kỷ Dậu cần có thời gian nghỉ ngơi hợp lý, ngủ đủ giấc và ăn uống đầy đủ dinh dưỡng. Ngoài ra, việc thăm khám định kỳ hàng năm cũng rất quan trọng để kiểm tra tình trạng sức khỏe và xử lý kịp thời nếu có vấn đề gì xảy ra. Xem tử vi sao hạn nam mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024. Một, sao chiếu mệnh. Năm 2024, nam Kỷ Dậu sẽ đối mặt với sao kế đô chiếu mệnh, mang theo những điều phiền muộn và buồn bã. Sao kế đô có thể gây nhiều khó khăn cho phụ nữ hơn là đàn ông.
Tuy nhiên, chỉ cần chú ý kiểm soát bản thân, không tham lam vật chất, không làm những việc sai trái và tránh phát ngôn bừa bãi, chúng ta có thể tránh được những rắc rối và phiền toái do sao này mang lại. 2. Vận hạn. Trong năm Kỷ Dậu, nam Kỷ Dậu sẽ gặp phải vận hạn địa phỏng, gây ra những rắc rối trong công việc và quan hệ, tạo nên những tai tiếng không mong muốn. Vì vậy, để tránh ảnh hưởng tiêu cực, hãy tập trung vào công việc và gia đình, không để cho những cảm xúc tiêu cực chi phối cuộc sống. 3. Phận niên. Năm 2024, anh chị sẽ trải qua vận niên khuyển cuồng phong, tức là năm chó gặp gió dữ. Trong năm này, sức khỏe và tài lộc của anh chị cần được chú ý và quản lý cẩn thận hơn. Để đối phó với vận niên này, mệnh chủ nên kiềm chế cảm xúc nóng giận, cẩn trọng trong mọi việc và không nên vội vàng hấp tấp. Khi đi xa, hãy đảm bảo an toàn cho bản thân và tránh sử dụng các chất kích thích như rượu bia khi lái xe. 4. Cách hóa giải sao hạn. Trong năm 2024, nam mạng tuổi Kỷ Dậu cần chú ý đến sao kế đô và hạn địa phỏng để tránh những tác động xấu. Hãy tích cực thực hiện các việc thiện, rèn luyện bản thân và nuôi dưỡng tính tốt. Nếu làm việc chính trực, tận tụy vì người khác mà không mong đợi đền đáp sẽ mang lại phước báo cho anh chị. Ngoài ra, nam mạng tuổi Dậu 1969 có thể tổ chức lễ cúng dâng sao hạn để tâm thanh thản và an nhiên. Lễ cúng có thể được tiến hành tại chùa hoặc tại nhà. Chỉ cần chuẩn bị lễ vật theo tâm tình và lòng thành kính sẽ nhận được sự chứng giám. Giải đáp các câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi Kỷ Dậu 2024 cho nam mạng. Nam mạng sinh năm 1969, năm 2024 sao gì? Nam mạng sinh năm 1969 sẽ đối mặt với sao kế đô chiếu mạng, mang theo đến những khó khăn, lo lắng và có ảnh hưởng đến phụ nữ hơn là đàn ông. 3. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà năm 2024 được không? Năm 2024, gia chủ tuổi Kỷ Dậu sẽ có thể xây dựng ngôi nhà mơ ước mà không cần phải mượn tuổi. Trong năm Kỷ Dậu, nam Kỷ Dậu sẽ không gặp phải tam tai, hoang ốc hay kim lâu. Vì vậy, nếu quyết định xây dựng ngôi nhà thì đó sẽ là một năm rất tốt đẹp. 4. Mậu hợp mệnh với người tuổi Kỷ Dậu năm 2024. Trong năm 2024, mệnh chủ sẽ hợp nhất với màu xanh lục và xanh lá, bởi vì những màu này tương sinh với mệnh hỏa của năm Kỷ Dậu. Tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2024 nữ mạng. Thông tin sơ lược tử vi năm 2024 cho nữ mạng Kỷ Dậu 1969, sao chủ đạo Thái Dương, hạn địa phỏng, vận niên khuyển cuồng phong, xông nhà. Năm 2024, nữ Kỷ Dậu hợp tuổi với những người sinh năm 1972, 1981, 1989, 1996, 2001, 2005. Xuất hành ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán 2024 là thời điểm tốt nhất để người nữ mạng bắt đầu kế hoạch mới. Giờ tốt nhất để xuất hành 3 đến 5 giờ, 7 đến 9 giờ, 9 đến 11 giờ, 15 đến 17 giờ và 17 đến 19 giờ. Hướng xuất hành hướng đông nam sẽ được hưởng lợi từ tài thần. Màu sắc hợp mệnh xanh lục và xanh lá. Tổng quan tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2024 nữ mạng. Trong năm 2024, nữ Kỷ Dậu sẽ gặp nhiều may mắn về công việc và tài chính. Nếu anh chị cần kiên trì và tập trung vào công việc hiện tại, anh chị sẽ đạt được thành công nhất định. Tình hình tài chính cũng sẽ được củng cố và dư dả hơn trước. Phần trình tử vi của nữ Kỷ Dậu 1969 trong năm Kỷ Dậu sẽ có cả cơ hội và khó khăn. Vì vậy, bản mệnh năm nay nên cẩn thận hơn trong mọi kế hoạch, cẩn trọng trong suy nghĩ và hành động để tránh lãng phí tiền bạc và đạt được thành công như mong đợi. Luận giải chi tiết tử vi tuổi Kỷ Dậu 1969 năm 2024 nữ mạng trên các phương diện khác nhau. 1. Về công việc và sự nghiệp. Công việc của nữ Kỷ Dậu trong năm 2024 vẫn duy trì ở mức độ ổn định với tính cách chăm chỉ, cần cù và kiên nhẫn. Anh chị luôn kiên trì và dành hết sức lực cho công việc của mình. Mệnh chủ có xu hướng gắn bó lâu dài với một nghề nghiệp cụ thể. Vì vậy, vào năm 2024, mệnh chủ sẽ tiếp tục làm những công việc như năm trước. Ở độ tuổi này, nữ Kỷ Dậu rất hài lòng với những thành tựu đã đạt được trong công việc. Tư tưởng này giúp anh chị có cuộc sống yên bình và không gặp nhiều biến động trong công việc. 2. Về tài chính, năm 2024 sẽ là một năm đầy hứa hẹn với tình hình
tài chính của các quý cô tuổi Kỷ Dậu. Vì đã đến độ tuổi nghỉ hưu, không còn áp lực về tài chính nữa, những người đang làm việc hoặc kinh doanh sẽ có một nguồn quay công việc ổn định và thu nhập đáng tin cậy. Điều quan trọng là vào thời điểm này, bạn mệnh nên điều chỉnh cách quản lý chi tiêu, tiết kiệm sẽ là giải pháp tối ưu để có một cuộc sống dư dả, thoải mái và tự chủ. Ngoài ra, năm 2024 cũng là thời điểm lý tưởng để bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho sức khỏe của mình. Ba, về tình duyên và gia đạo, trong năm Kỷ Dậu, gia đạo của anh chị sẽ được tràn đầy niềm vui và hòa hợp. Anh chị vốn là cởi mở và biết trân trọng, động viên những thành tựu mà chồng con đã nỗ lực đạt được, không bao giờ ép buộc ý kiến của mình lên người thân và con cái. Năm 2024, nữ Kỷ Dậu có thể dành thời gian để quan tâm và chăm sóc cho gia đình, giúp đỡ con cái trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Khi mọi người quây quần bên nhau, cũng sẽ chia những câu chuyện và quan tâm lẫn nhau, tình cảm gia đình sẽ được củng cố và gắn kết thêm. 4. Về sức khỏe, ở tuổi 52, sức khỏe là tài sản quý giá nhất mà anh chị có. Chỉ khi có sức khỏe tốt, cuộc sống mới thực sự được an lạc và hạnh phúc. Vì vậy, hãy đầu tư nhiều hơn cho sức khỏe của mình bằng cách duy trì một lối sống lành mạnh và thường xuyên tập thể dục. Ngoài ra, mệnh chủ nên chú ý đến việc cải thiện chất lượng giấc ngủ và giữ tinh thần lạc quan, thay đổi thói quen ăn uống và chỉ tiêu thụ những thực phẩm giàu dinh dưỡng và lành mạnh cho cơ thể. Đồng thời, anh chị nên đi khám sức khỏe định kỳ để phòng tránh bệnh tật và có thể xử lý kịp thời nếu gặp phải vấn đề gì. Xem tử vi sao hạn nữ mạng tuổi Kỷ Dậu năm 2024. 1. Sao chiếu mệnh năm 2024, sao Thái Dương sẽ mang lại những điều thuận lợi cho nữ Kỷ Dậu trong việc kinh doanh và buôn bán. Nó sẽ giúp anh chị đạt được thành công và xây dựng được danh tiếng tốt. Nếu anh chị biết chia sẻ và có lòng bao dung trong gia đình, anh chị sẽ được chồng con yêu thương và hỗ trợ trong mọi việc, cũng như có sức khỏe dồi dào. Cổ nhân xưa đã từng nói, đất lành ắt dành cho người lương thiện. Vì vậy, để được sao Thái Dương soi sáng, bản mệnh cần phải làm việc chính trực và lương thiện, không làm những việc xấu. Nếu anh chị làm việc từ tâm và luôn yêu thương giúp đỡ người khác mà không đòi hỏi gì, cuộc sống của anh chị sẽ tràn đầy may mắn và thành công. 2. Vận hạn năm 2024, phụ nữ tuổi Kỷ Dậu sẽ gặp phải khó khăn về mặt thị phi, tai tiếng và xung đột trong quan hệ do ảnh hưởng của sao Địa Võng. Vì vậy, để tránh rơi vào những tranh cãi và phiền toái, anh chị nên tránh xa những cảm xúc tiêu cực và học cách thông cảm, tha thứ và yêu thương nhiều hơn. Chỉ cần sống thật thà và không so sánh bản thân với người khác, không ghen tị hay đố kỵ ai, mệnh chủ sẽ có thể giải quyết mọi điều tiêu cực. Bằng cách duy trì năng lượng tích cực, phụ nữ Kỷ Dậu sẽ thu hút nhiều điều tốt đẹp đến với cuộc đời của mình. 3. Vận niên năm 2024 là năm khuyển cuồng phong cho nữ Kỷ Dậu, tức là năm của con chó bị trúng gió. Trong năm này, mệnh chủ cần đặc biệt chú ý đến tài lộc và sức khỏe. Nếu nữ Kỷ Dậu làm việc chăm chỉ và có thói quen sống gọn gàng thì không cần phải lo lắng gì cả. Để có một cuộc sống gia đình hòa hợp, mệnh chủ nên sống độc lập và không phụ thuộc vào người khác, hay tự tạo niềm vui và may mắn cho bản thân và những người thân yêu bên cạnh. 4. Cách hóa giải sao hạn vào năm 2024 để chào đón sao Thái Dương và giảm bớt tác động xấu của hạn Địa Võng, nữ Kỷ Dậu nên sống tích cực, làm nhiều việc tốt và tu tâm dưỡng tính. Để có được thành quả tốt đẹp, chúng ta cần gieo trồng những hạt giống thiện ác, và muốn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống thì trước hết phải thay đổi tâm thức, sống đạo đức và cho đi nhiều hơn. Ngoài ra, mệnh chủ có thể tổ chức lễ cúng vào đầu xuân năm mới. Lễ cúng có thể được tổ chức tại gia hoặc tại chùa. Khi tham dự, chúng ta nên chuẩn bị lễ vật theo ý thích, không cần phô trương quá mức nhưng vẫn giữ được sự trang nghiêm và lòng thành kính. Giải đáp các câu hỏi thường gặp về tử vi tuổi Kỷ Dậu năm 2024 cho nữ mạng. Nữ mạng sinh năm 1969, năm 2024 sao gì? Năm 2024 sẽ là một năm đặc biệt đối với anh chị. Người phụ nữ sinh năm 1969, vì sao Thái Dương sẽ chiếu mệnh cho anh chị. Đây là một cát tinh mang đến sự an khang, thịnh vượng cho cuộc sống. 3. Tuổi Kỷ Dậu xây nhà năm 2024 được không? Năm 2024, chủ nhà tuổi Kỷ Dậu sẽ có thể xây dựng ngôi nhà tuyệt vời. Năm Kỷ Dậu, nữ chủ nhà tuổi Kỷ Dậu sẽ không gặp phải tam tai,
hoang ốc hay kim lâu. Do đó, nếu quyết định xây dựng nhà cửa trong năm này sẽ là một năm rất thuận lợi và không cần phải mượn tuổi để xây nhà. 4. Màu hợp mệnh với người tuổi Kỷ Dậu năm 2024. Năm 2024 sắp tới, nữ mạng Kỷ Dậu thuộc mệnh mộc và hợp với các màu thuộc hành mộc và hành thủy. Đặc biệt trong năm 2024, mệnh của anh chị sẽ hợp nhất với màu xanh lục và xanh lá, màu thuộc hành mộc vì chúng có mối quan hệ tương sinh với mệnh hỏa của năm Kỷ Dậu. Vậy là xem đến đây anh chị đã biết được tiên tri tháng đại họa lớn nhất Kỷ Dậu 1969 tán gia bại sản, tiêu tán tài lộc, mất sạch mọi thứ. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, mệnh phát tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về tướng mặt phụ nữ lấy chồng đại gia không? Có quá nhiều người băn khoăn về câu hỏi này. 1. Cuốn tai to và dày. Một trong những tướng phụ nữ lấy chồng đại gia thường thấy đó là cuốn tai to và dày. Người có đặc điểm này thường được trời ban phúc khí, dễ lấy được chồng như ý, vừa yêu thương lại vừa giàu có. Những người này trong cuộc sống cũng rất chỉnh chu, tính toán trước sau thận trọng nên dù giàu có cũng không hoang phí. Họ dễ lấy được lòng tin của người khác, có thể giữ những chức vụ quan trọng, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tuy nhiên giai đoạn còn trẻ, họ cũng có đường tình duyên không thực sự suôn sẻ, trải qua không ít mối tình mới tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Lời khuyên cho những người này đó là hãy cứ nghe theo tiếng gọi trái tim mách bảo. Người đàn ông giàu có của họ là người chịu được sự trẻ con nhưng đồng thời rất cá tính của mình. 2. Cằm tròn. Hiện nay rất nhiều người muốn cằm của mình thật nhọn nhưng đó lại là tướng xấu. Trong khi phụ nữ có gương mặt trái son, cằm tròn mang vẻ phúc hậu, do đó người phụ nữ có tướng này thường là chỗ dựa tuyệt vời cho chồng con và gia đình. Từ đó mọi người cũng có thể phát triển, chồng dễ dàng có được công danh sự nghiệp trở nên giàu có sau khi kết hôn. Nữ giới có khuôn cằm tròn đầy, lại có thêm mái tóc dài thì càng rất dễ vượng vận quý nhân. Tính cách họ dịu dàng, dễ lọt vào mắt xanh của những người đàn ông giàu có. Sau khi kết hôn, họ sẽ thường sẽ sống trong nhung lụa giàu sang, thoải mái tận hưởng an nhàn. Nhất là những ai cằm đầy mà thành hai cằm thì lại càng vượng phu ích tử, cuộc đời sung sướng, không phải lo cái ăn cái mặc, càng chẳng phải đau đầu vì cơm áo gạo tiền, lại có được người chồng yêu thương và che chở cho mình trước những sóng gió cuộc đời. Đặc biệt là từ tuổi trung niên tới tuổi già, cuộc đời cực kỳ an nhàn sung sướng. 3. Mũi cao, sống mũi thẳng. Mũi là cung tài bạch, chủ về tài lộc, là kho chứa tiền của mỗi người. Tướng mũi tốt tức tài lộc vượng, cuộc sống giàu sang và ngược lại. Người có sống mũi thẳng chính là người ngay thẳng, tính cách khôn khéo, được nhiều người yêu mến. Phụ nữ sở hữu mũi này là người đoan chính nết na, chăm sóc mọi người rất chu đáo. Theo đó, phụ nữ có tướng mũi cân đối, sống mũi dài, kích thước mũi không quá to hay quá nhỏ, đều có số mệnh phú quý, lấy được ông chồng có cuộc sống sang giàu, làm to hoặc đơn giản là hết lòng yêu thương vợ con. Tuy vậy, mũi chỉ nên cao vừa phải, người có mũi cao quá thì lại thành công tốt, bởi như thế sẽ lấn át chồng con. 4. Tóc mềm mại mượt mà. Trong xác định tướng tóc, dễ nhận thấy đàn ông thường mặc định phải là người có râu, tóc cứng, mạnh khỏe thì mới làm nên đại sự. Ngược lại, đàn bà có tóc mềm mại mượt mà luôn là người được hưởng nhiều may mắn. Những người sở hữu mái tóc đẹp suôn mượt tự nhiên thì cũng sung sướng được chồng yêu chồng chiều. Ông chồng giỏi giang kiếm ra tiền nên cuộc sống vương giả. Tuy vậy, khuyết điểm của họ là mềm yếu, lại thường hay giận hờn nên đôi khi gây căng thẳng trong gia đình. 5. Môi trên gợi cảm. Người phụ nữ sở hữu phần môi trên cong, nhô ra vừa phải, được xem là tướng lấy chồng đại gia. Nét tướng quý này mang lại sự gợi cảm và may mắn, giúp cho họ vượng vận đào hoa và tài lộc. Nữ giới sở hữu đôi môi hấp dẫn như hình sẽ luôn có nhiều vệ tinh theo đuổi. Một khi đã chọn ai là họ sẽ chung thủy, một lòng một dạ yêu thương người đó. Khi kết hôn có thể khó khăn một chút giai đoạn 5-7 năm đầu đời. Nhưng sau đó lộc bắt đầu đổ về, tài sản của hai vợ chồng sẽ tăng lên với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên đừng ham mê công việc
quá mà quên việc bồi đắp tình cảm. 6. Lông mày thanh tú. Tướng mày và tướng mắt trong nhân tướng là hai bộ vị vô cùng quan trọng trong quá trình luận tướng. Tướng phụ nữ lấy chồng đại gia, đó là có lông mày thanh tú, dài đến khóe đuôi mắt, sợi lông to vừa phải. Họ sở hữu nét tướng này, có sức khỏe tốt và tài lộc may mắn. Những người sở hữu quý tướng này vừa đẹp người đẹp nết, dễ lấy được chồng tốt và còn giúp chồng có sự thăng tiến ngày càng lớn mạnh và rực rỡ. Cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian lắng nghe. Tôi không biết vì lý do gì mà giữa hàng trăm hàng nghìn video ngoài kia mà chúng ta có thể gặp nhau tại đây. Nhưng đã hữu duyên như vậy thì mệnh phát tài cũng muốn nhắc nhở quý anh chị giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ và đừng thức khuya quá. Và nếu có những áp lực hay muộn phiền gì thì đừng quên anh chị còn có mệnh phát tài ở bên cạnh. Chúc anh chị có thật nhiều sức khỏe và luôn giữ vững tinh thần yêu đời và lạc quan. Còn phần 2 sau đây, anh chị phải thật tĩnh tâm mới hiểu và nhận tài lộc được. Anh chị biết vì sao không? Hãy lắng nghe nhé. Mệnh phát tài, nơi soi sáng vận mệnh cuộc đời. Giới tiên tri triết lộ, Kỷ Dậu 1969, nợ nần ngập đầu, tiền bạc mất trấn, đen triền miên. Thưa quý anh chị tuổi Kỷ Dậu thân mến, sự vận hành của vận thế cho 1969 năm 2024 không được hanh thông thuận lợi, trắc trở nhiều, mừng hụt lắm. Tuy nhiên cơm ăn nhiều một bữa không béo, ăn ít một bữa không gầy. Mệnh phát tài biết thời gian qua, vận hạn quấn thân anh chị chặn dứt. Nó khiến mỗi đêm về Kỷ Dậu đều thao thức mà nghĩ suy về cuộc sống, nghĩ suy về bản thân. Đôi khi là sự tủi hổ vô cùng khi thấy những gia đình khác ấm êm, đủ đầy. Đã thế, cuối năm 2024 lại có 3 đại nạn ngập đến, nghĩ thôi lại càng thêm chán nản vô cùng. Nhưng anh chị Kỷ Dậu à, hãy cứ nghe mệnh phát tài luận giải nhé. Vì trong chuỗi 3 đại hạn lần này sẽ có cơ may cực lớn, hãy chắc chiêu lật ngược tình thế, hãy sốc lại tinh thần, vững chí và bền tâm. Đổi đời hay mất hết tất cả đều phụ thuộc vào anh chị ở top 3 điều này. Thưa anh chị Kỷ Dậu thân mến, tuổi nào chả có nỗi khổ. Đã sinh tất có tử, đã sinh tất có khổ. Đã sinh tất có lúc vui, đã vui tất có lúc buồn. Đã buồn tức là khổ. Đã sinh tất có quan hệ tất có ưu phiền. Có muộn phiền tức là đã khổ. Có người nói đất trời như một lồng giam, ở trong đó kẻ yếu rên rỉ đớn đau, người mạnh mẽ kiên cường chống chọi, nhưng không có nghĩa người mạnh mẽ không khổ, đơn giản họ vẫn đang tìm mọi cách để cuộc sống vần xoay, nào có thời gian mà than thở. Anh chị là nhân tố duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình. Anh chị là người duy nhất hiểu rõ cuộc đời mình, biết mình muốn đứng ở đâu, biết mình mong ở vị trí nào. Cũng chỉ có anh chị mới biết cách khắc phục, phát huy những điểm mạnh của chính mình mà thôi. Không cần quan tâm thời thế, không cần màng đến bói toán, nhưng tâm mong chính là thiên ý muốn. Nỗ lực đủ nhiều, mồ hôi đủ lắm, kiên cường đủ dài lâu, vạn sự sẽ đạt được cái đích của sự bình hòa. Vậy nên hãy tranh đấu, dù chỉ cho 1% xác suất nhỏ nhặt, hãy tự tay viết một trắm tròn viên mãn của một cuộc nhân sinh có nhận thức được làm người. Quý anh chị Kỷ Dậu thân mến, anh chị đã bao giờ ghét ai chưa? Chắc chắn là có. Sống ở đời, 9 người thì 10 ý, tránh sao được chuyện xô xát, bất đồng quan điểm, hậm hực cả nhau. Anh chị đã bao giờ vì ghét ai mà chú ý đến cuộc sống người đó chưa? Lại nói chắc chắn là có. Dù ít dù nhiều, lâu lâu ngó qua nó một cái, hóng về nó một tí, xem nó sống chết ra sao. Lại hỏi vậy lúc kẻ mình ghét có biến cố thì mình sẽ thấy thế nào, hả hê chứ nhỉ? Người ta bảo tác hại của khẩu nghiệp ai cũng biết, mà niềm vui của nó lớn quá, khiến cho đường tu thật khó lắm thay. Vậy lại hỏi hả hê xong rồi, cuộc đời anh chị liệu có biến chuyển tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Món nợ anh chị đang gánh, anh chị vẫn phải gánh. Sự khó của công việc anh chị đang đương đầu, anh chị vẫn phải đương đầu. Sự vất vả cô độc của tâm khảm, anh chị đang chẳng biết chia sẻ cùng ai, anh chị sẽ vẫn cứ đơn độc một mình. Cuộc đời mình nào có khá hơn được, dù cho trong tích tắc đã thỏa sự sân si. Mỗi chúng ta đều có gốc tối ở đâu đó, có người buông thả theo nó, có người thì dưỡng tính tu tâm. Tôi không bảo anh chị sống như Bồ Tát,
Vì thế thì khó quá, chỉ bảo anh chị sống thế nào thà sống, quan trọng trái tim đầu óc phải thư thả, thực tế một chút mà tập trung vào bài toán cuộc đời mình, để ý đến những điều có thể khiến cuộc đời anh chị tốt hơn, đẹp hơn, như là học cho giỏi, cầu tiến, cầu thị, làm cho chăm, nỗ lực cho lắm mà phấn đấu thành tựu, còn chuyện thiên hạ hãy cứ kệ họ đi, đời họ họ sống, lộc họ họ hưởng, mà nghiệp họ thì họ gánh chịu về thôi. Không hợp thì bỏ qua không để ý, bỏ qua không phải vì ta không biết cách sân si, mà vì đó mới là trí tuệ cho nhẹ đầu nhẹ trí mà hoan hỷ sống một đời tự mình ấm êm. Não bộ con người có hạn, trí nhớ cũng có hạn, lưu giữ lại những gì đáng nhớ, những ký ức tốt đẹp, những con người đáng trân trọng. Rồi thì cứ nhẹ người mà bước, thả hồn mà trôi. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng họ vì họ chẳng bao giờ tính mưu gian hay quỷ kế gì. Ngược lại, có khi còn quá thành thật trong sáng mà trở thành vật hy sinh. Thái độ chân thành của người tuổi Dậu sẽ giúp anh ta giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy, đã có người tự nguyện đến trợ giúp. Khi có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không phủi tay bàng quan đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không bao giờ tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Người tuổi Dậu tuy đôi lúc phát cáu, giận dỗi, nhưng họ không ham cãi cọ. Mỗi lần nảy sinh tranh chấp, họ thường nhường một bước để sự tình mau chóng kết thúc. Vì cố gắng sống hòa nhã với tất cả mọi người, lại không có tính bợ đỡ lấy lòng, dành tư lợi, nên họ yêu thích công tác xã hội, lắng nghe anh chị dốc bộ tâm sự hay than thở những đắng cay khổ cực. Và với một tấm lòng hiền từ bao dung, họ sẽ nhiệt tình giúp đỡ anh chị. Dù anh chị gây ra lỗi lầm, họ cũng sẽ không tỏ ý trách cứ, mà dốc sức giúp đỡ anh chị, thậm chí còn nhờ người khác đôn đáo khắp nơi, giúp anh chị giải quyết khó khăn. Ở bên họ, anh chị sẽ không bị uổng công hay nghe những lời giáo huấn cứng nhắc. Anh chị cứ tin rằng với người tuổi Dậu, mọi vấn đề phức tạp đều có thể được đơn giản hóa. Ngày hôm nay, hãy dành một chút thời gian cho bản thân để lắng nghe những lời tâm sự, những lời luận giải vào thời điểm hoàng kim 6 tháng cuối năm về tuổi của anh chị nhé. Anh chị có biết không, chính thức từ 6 tháng cuối năm này chính là lúc hàng loạt vận mệnh bị rối loạn, kẻ lên voi, người xuống chó, đổi vận thay mệnh đến chóng mặt. Chớp lấy cơ hội này, kỷ Dậu hưởng tài đón lộc cũng không ít. Anh chị kỷ Dậu hãy ngả lưng một chút và lắng nghe chi tiết về bản luận giải đầu tiên và cũng là chính xác nhất về tuổi của mình nhé. Xem tử vi từ 6 tháng cuối năm, thiên vu cát tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ anh chị chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị, khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân nhé. Đây là một tháng mà thực sự anh chị làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, anh chị cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Anh chị cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm cách xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn anh chị bằng ánh mắt biết ơn nhé. Điều đặc biệt là anh chị tìm được niềm vui trong công việc. Tất cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt anh chị cũng có sức cuốn hút riêng. Chỉ cần là anh chị quan tâm đến chúng, hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình. Khi anh chị có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Nửa sau của tháng dường như trở nên khó khăn và rắc rối hơn khi giai đoạn tích cực dường như mờ nhạt dần. Thêm vào đó, có quá nhiều người đưa ra những yêu cầu, đòi hỏi anh chị và khiến cho anh chị cảm thấy như mình bị quá tải vậy. Vận trình tài lộc của người tuổi Dậu vô cùng rực rỡ ngay từ ngày mai. Điều đó báo hiệu giai đoạn tràn đầy may mắn đang chờ đợi anh chị phía trước. Cục diện nhị hợp đem tới cho bản mệnh nhiều mối quan hệ triển vọng để anh chị có thể hợp tác làm ăn và đem về nguồn lợi nhuận khả quan cho chính bản thân. Anh chị còn có cơ hội gặp được người đồng chí hướng, nên đôi bên có thể nhanh chóng hướng tới một mục tiêu chung, gạt bỏ những rào cản xuất hiện trước mắt.
Theo tử vi mệnh phát tài tuổi Dậu, một số người có con mắt tinh đời và đầu óc sáng tạo, có thể nhanh chóng mở lối đi riêng, là người tiên phong cho một phong trào mới. Trong khi mọi người xung quanh còn lay khoay tìm ra hướng đi cho mình, thì anh chị lại là người dẫn đầu thu về lợi nhuận nhanh chóng hơn hẳn các đối thủ, khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người làm công ăn lương cũng sẽ được hưởng mức lương thưởng triển vọng vì anh chị đã giữ được tinh thần nhiệt tình, hăng hái, không ngại nhận các nhiệm vụ khó. Công lao của anh chị từ trước đến nay đã được lãnh đạo công nhận và dành cho anh chị một phần thưởng xứng đáng. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng nhé. Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy thì anh chị cũng nên khiêm tốn, tiết kiệm, chớ tiêu xài hoang phí cho các hoạt động phô trương bản thân. Anh chị có thể sẽ trở thành mục tiêu chính của những kẻ lừa đảo hoặc trộm cắp đấy. Bước sang giai đoạn này, người tuổi Dậu vừa được tam hợp cục trợ mệnh, lại thêm ngũ hành tương sinh che chở, nên vận tình cảm ngày càng hưng vượng, đào hoa khoe sắc rực rỡ, thúc nhân duyên của bản mệnh phát triển theo hướng vô cùng tích cực. Những người độc thân trong tháng này có thể có được lương duyên hợp ý, không khó để tìm cho mình tình yêu đích thực. Anh chị nên nhân cơ hội này chủ động mở rộng quan hệ xã giao, năng nổ gặp gỡ mọi người, tham gia vào các buổi tụ họp để tăng cơ hội cho chính mình. Các cặp đôi sau một thời gian tìm hiểu và tình cảm ngày càng bền chặt thì có thể tính chuyện lâu dài. Quan trọng là cách hai anh chị chung sống và hòa hợp với nhau sau này ra sao, đừng quá đặt nặng những vấn đề râu ria khác. Mối quan hệ gia đình cũng rất hòa thuận, không khí vui vẻ nên giúp anh chị an tâm và cảm thấy hứng khởi hơn. Tuy nhiên, bát đũa còn có lúc xô nhau, huống gì vợ chồng chung sống cả đời, sao tránh được những cự cãi dần hơn. Những lúc như vậy, hãy chú ý hành xử có chừng có mực, tránh gây hiểu nhầm hoặc hành xử theo cảm tính để rồi phải nói lời hối hận. Ngoài ra, đế vượng xuất hiện trong tháng mang hàm ý về sinh con đẻ cái, bắt đầu thời kỳ hưng thịnh. Nếu có dự định sinh con, hai anh chị có thể lên kế hoạch ngay trong tháng, tỷ lệ thành công khá cao. Xem tình hình sức khỏe của người tuổi Kỷ Dậu cần phải chú ý hơn trong thời gian này, không vì bất cứ lý do gì mà lơ là, xem nhẹ. Nhất là thời điểm thời tiết thay đổi, anh chị càng phải dành nhiều thời gian cho việc nghỉ ngơi khi cần. Thiên cẩu hung tinh có thể gây hại cho sức khỏe của bản mệnh ngay lúc này. Do đó, khi đi lại, anh chị lưu ý cẩn trọng, hạn chế việc cầm lái để đảm bảo an toàn cho bản thân. Nếu phải thường xuyên làm việc ở nhà, anh chị cũng phải tìm cách thường xuyên đi lại hay chăm chỉ làm việc nhà hơn. Việc vận động cơ thể đến cường độ nhất định mới có tác dụng, nếu thân thể không sinh nhiệt sẽ kém hiệu quả. Trời đã sang tiết hè nên cẩn thận hơn trong việc lựa chọn đồ ăn, thức ăn quá nóng hay quá lạnh đều không tốt cho sức khỏe của bản mệnh trong thời gian này. Tuy nhiên, anh chị nên ăn đồ ăn dễ tiêu, ưu tiên nhiều rau xanh vì chúng có lợi cho bộ máy tiêu hóa của anh chị. Khi đường ruột khỏe thì cơ thể anh chị cũng khỏe mạnh hơn. Thưa anh chị thân mến, nếu như trước đây, mệnh phát tài chỉ nói chung về một độ tuổi mà không luận giải rõ ràng và chi tiết cho hai đối tượng là nam mệnh và nữ mệnh thì thật là thất trách. Chúng tôi đã tự kiểm điểm bản thân mình rất nhiều. Trong video số này, mệnh phát tài đã cải cách và thay đổi hoàn toàn trong cách luận giải. Mệnh phát tài sẽ luận giải riêng cho anh chị Kỷ Dậu nữ mệnh và Kỷ Dậu nam mệnh. Tuy nhiên, nếu chưa đến phần luận giải của mình thì mong anh chị đừng thoát đi mà hãy tua cho đến phần của mình nhé. Chúc anh chị có những phút giây vui vẻ và thấu hiểu bản thân cùng với mệnh phát tài. Đầu tiên là tử vi trọn đời tuổi Kỷ Dậu nam mạng chính xác nhất. Tử vi trọn đời nam mệnh tuổi Kỷ Dậu, tuổi nhỏ cuộc đời hay lắm gian truân. Cũng như một cây khi đơm hoa kết trái thì người khác hưởng, cuộc sống không được dồi dào từ lúc nhỏ, không bao giờ được thảnh thơi, thường lao tâm khổ trí, tuổi càng cao càng nhiều lo nghĩ, không lúc nào bằng. Bởi vậy số Kỷ Dậu chỉ được hưởng sự an nhàn vào khoảng độ tuổi từ 49 tuổi trở đi mà thôi. Cuộc sống nhiều lao nhọc, sôi động bất thường, ít khi có cơ hội phát triển về nghề nghiệp. Cuộc sống chỉ ở mãi ở mức độ trung bình. Tuổi Kỷ Dậu suốt đời lo nghĩ, lao tâm khổ trí, tuy được an nhàn về bản thể, nhưng tâm não nhiều lo nghĩ. Cuộc sống chỉ ở mức trung bình về tài lộc cũng như về đường con cái. Con cháu nên dành mau lẹ nhờ có phúc đức, sống hưởng thọ trung bình từ 57 đến 60 tuổi, nếu làm phúc đức thì hưởng thêm niên kỷ. Tình duyên, tuổi Kỷ Dậu về vấn đề tình duyên thì buổi đầu khe khắc,
sao mới thành có nhiều thay đổi lương duyên vào lúc tuổi nhỏ. Nếu sinh nhầm những tháng này thì có nhiều thay đổi lương duyên hay ít ra trong việc vợ chồng xảy ra lắm buồn phiền. Đó là Kỷ Dậu sinh vào những tháng 1, 3, 7, 6 và 12 âm lịch. Nhưng nếu sinh vào tháng này thì phải qua 3 đời vợ, đó là những tháng 5, 7 và 11 âm lịch. Nếu sinh nhầm vào những tháng này phải qua 2 đời vợ, đó là những tháng giêng 3, 4, 6, 8 và 12. Nếu sinh vào những tháng này thì tình duyên trung thủy, đó là những tháng 2, 9 và 10. Trên đây là tháng sinh của sự quyết định lương duyên. Nếu nhờ đúng tháng sinh mà chưa thực hiện đúng như trên thì chắc chắn sẽ còn có thêm nữa vậy. Gia đạo công danh, cuộc đời với công danh trầm lặng, dường như là bước công danh không có nhiều may mắn lắm, không tạo được một vững chắc về vấn đề này. Phần gia đạo lúc nhỏ có nhiều thay đổi hay khác biệt về lối sống, nhưng qua 36 tuổi trở đi thì êm ấm và yên vui. Những việc nhỏ nhặt xảy ra không đáng kể, việc to tát về xích mích gia đạo dường như không bao giờ xảy ra cả. Sự nghiệp không mấy vững chắc vào những năm ở giữa cuộc đời, nhưng qua 47 tuổi thì có vài thành công nhỏ để tạo cuộc sống cho đến ngày nay. Tiền tài rất ít nhưng không thiếu kém quá đỗi, có thể tạo được rất nhiều nhưng thường hao hụt. Những tuổi hợp làm ăn, sau đây là những tuổi hợp cho sự làm ăn của anh chị, có thể hợp tác làm ăn, kết duyên đều có lời. Đó là các tuổi Canh Thân, Nhâm Tuất và Bính Thìn. Lựa chọn vợ chồng, khoa luận đoán tử vi cho rằng trong việc làm ăn cũng như về việc kết duyên, anh chị nên cẩn thận vì tuổi tác nên lo cho hợp tuổi, công việc làm ăn mới được phát triển mạnh mẽ. Anh chị hãy chọn những tuổi Canh Thân, Bính Thìn, xây dựng hạnh phúc, hôn nhân thì sẽ được giàu sang. Nếu anh chị kết hôn với những tuổi này thì sự ăn ở và sống cuộc sống chỉ ở vào mức độ trung bình mà thôi. Đó là kết duyên với các tuổi Kỷ Dậu đồng một tuổi, Kỷ Mùi, Quý Hợi, Ất Sửu, Ất Mão. Nếu anh chị kết hôn với những tuổi này, anh chị sẽ phải sống trong cảnh nghèo khổ, không phát triển được. Đó là kết duyên với các tuổi Tân Dậu, Đinh Mão, Ất Mão. Những năm mà anh chị ở vào tuổi này thì rất đại kỵ và xung khắc. Nếu tính việc hôn nhân thì bất thành hay phải chịu cảnh xa vắng. Đó là những năm mà anh chị ở vào số tuổi 19, 27, 31, 33, 39 và 43 tuổi. Nếu anh chị sinh vào những tháng 1, 2, 4, 7, 9 và 12 âm lịch thì số anh chị lưu thê hay đa đoan về việc vợ con. Những tuổi đại kỵ. Trong tuổi này là những tuổi đại kỵ nhất trong cuộc đời anh chị, như Mậu Ngọ, Giáp Tý, Bính Dần, Canh Ngọ, Kỷ Dậu. Kết duyên hay làm ăn với những tuổi này, anh chị sẽ bị tuyệt mạng hay sinh ra cảnh biệt ly nhau giữa cuộc đời. Bất cứ sinh vào tháng nào, khi gặp tuổi đại kỵ trong gia đình hay trong bạn bè, nhớ phải coi sao mình đã cúng giải hạn hàng năm thì sẽ giải được hạn. Những năm khó khăn nhất, những năm mà anh chị ở vào số tuổi 24, 33 và 45 tuổi là những năm khó khăn nhất trong cuộc đời anh chị. Việc làm ăn hay mọi việc đều không thành công. Những diễn tiến từng năm, từ 20 đến 25 tuổi, 20 tuổi nhiều tốt đẹp, tình cảm dồi dào, việc tình duyên có phần tốt đẹp. 21 tuổi năm này kỵ đi xa, công việc bình thường. 22 tuổi năm này có hoạn tai hay có nhiều hy vọng về công danh nghề nghiệp. 23 tuổi năm xấu, kỵ đi xa và có hao tài lộc. 24 tuổi khá tốt, phần công danh và sự nghiệp có nhiều kết quả tốt đẹp. 25 tuổi năm toàn vẹn, làm ăn được khá. Từ 26 đến 30 tuổi, 26 tuổi hy vọng thành công về công việc dự tính nên đi xa hay làm ăn lớn tốt. 27 và 28, hai năm này anh chị nên đem hết khả năng làm việc, sẽ có kết quả tốt về phần tài lộc lẫn công danh. 29 và 30 tuổi, năm 29 kỵ tháng 6 âm lịch có đau bệnh hao tài, năm 30 tuổi kỵ tháng 5 có đại nạn. Từ 31 đến 35 tuổi, 31 tuổi có triển vọng phát đạt về công danh, sự nghiệp vững chắc, danh vọng có tiếng tăm. 32 và 33 tuổi khá tốt, nhưng năm 33 tuổi hơi xấu, vào những tháng cuối năm, kỵ đi xa có hao tài hay đau bệnh bất ngờ. 34 và 35 tuổi hay và nhiều tốt đẹp nên cẩn thận về việc làm ăn. Từ 36 đến 40 tuổi, 36 tuổi, năm này không được tốt lắm, việc làm ăn chỉ ở vào mức trung bình.
37 và 38 tuổi, hai năm có phần phát đạt tột độ về tiền bạc, nhưng gia đình có phần suy yếu về tình cảm và sức khỏe. 39 và 40 tuổi, hai năm này nên lo việc gia đình tốt hơn, không nên làm ăn lớn hay đi xa có hại. Từ 41 đến 45 tuổi, 41 tuổi khá hay về vấn đề con cái và phần tài lộc tốt đẹp. 42 và 43 tuổi, hai năm này xung kỵ tuổi có đau bệnh, 42 xung kỵ tháng 10 và 43 xung kỵ tháng 9 âm lịch, 44 và 45, hai năm này làm việc trung bình. Từ 46 đến 50 tuổi, khoảng thời gian này có phần tốt đẹp về tiền bạc, tình cảm, gia đình yên vui, phần con cái có nhiều tốt đẹp, về tài lộc sức khỏe vững chắc, không có việc gì quan trọng xảy ra trong thời gian này. Từ 51 đến 54 tuổi, trừ năm 53 tuổi có xung kỵ vào mùa đông, ngoài ra những năm khác và tháng khác bình thường, sức khỏe vững. Từ năm 54 đến 56 tuổi, 54 tuổi có đau bệnh nhỏ, năm này cũng khó làm ăn lắm, kỵ vào tháng 9 và tháng 10, coi chừng bệnh hoạn. Năm 55 tuổi, vượt được dễ dàng nhất là những tháng 4, tháng 5 và tháng 6 âm lịch, tài lộc nhiều. Tuổi 56 điều tốt, tinh thần vững mạnh, cuộc sống lên cao, có thể giữ được thân thể bình thường. Từ năm 56 đến 60 tuổi, 56 tuổi tình trạng sức khỏe yếu kém, tài lộc hao hụt, có hao tài tốn của trong năm này. 57 tuổi không được may mắn lắm về cá nhân cũng như về tiền bạc, kỵ tháng 8. 58 tuổi là năm vượng phát nhưng gặp xung kỵ mùa đông. 59 tuổi và 60 tuổi nếu vượt qua được khỏi tình trạng bệnh hoạn, sức khỏe thì sống trường thọ. Tiếp theo là tử vi trọn đời tuổi Kỷ Dậu nữ mạng chính xác nhất. Theo luận đoán tử vi trọn đời, nữ giới tuổi Kỷ Dậu tiền vận thì vất vả, trung vận lao đao, hậu vận mới được an nhàn. Tuổi Kỷ Dậu tuổi nhỏ nhiều khổ cực, lớn lên mới sống được một cuộc sống an nhàn và đầy đủ gần như ý muốn. Tóm lại tuổi Kỷ Dậu tiền vận khổ cực, trung vận hơi bị lao đao, hậu vận an nhàn sung sướng. Tuổi Kỷ Dậu có số vượng nhiều về vấn đề tình cảm, số hưởng thọ trung bình từ 63 đến 72 tuổi là mức tối đa. Nhưng nếu trong cuộc đời có làm nhiều việc phúc đức, ăn ở hiền lành thì sẽ được gia tăng niên kỷ. Trái lại, nếu làm việc ác đức bất nhân thì sẽ bị giảm kỷ. Tình duyên, tuổi Kỷ Dậu về vấn đề tình duyên chia làm 3 trường hợp như sau. Nếu sinh vào những tháng sau đây, cuộc đời sẽ có 3 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu anh chị sinh vào những tháng 4, tháng 9 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này, tuổi Kỷ Dậu phải có 2 lần thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là sinh vào những tháng 1, 2, 5, 8 và 10 âm lịch. Nếu sinh vào những tháng này thì cuộc đời không có thay đổi về tình duyên và hạnh phúc. Đó là nếu anh chị sinh vào những tháng 3, tháng 6, tháng 7 và 11 âm lịch. Gia đạo công danh, phần gia đạo được êm ấm, phần công danh nếu có cũng chỉ vào mức độ bình thường mà thôi. Sự nghiệp phát triển và đầy đủ, hoàn toàn vào tuổi 40 trở đi, tiền tài được tốt, không có sự túng thiếu triền miên. Những tuổi hợp làm ăn, tử vi cho rằng những tuổi sau đây rất hợp cho việc làm ăn của tuổi Kỷ Dậu, hợp tác hay cộng tác làm ăn đều phát đạt. Đó là các tuổi Kỷ Dậu, Kỷ Dậu, Quý Sửu, lựa chọn vợ, chồng. Trong việc lựa chọn hôn nhân và hạnh phúc, anh chị cần nên lựa chọn cho kỳ được những người cùng hợp với tuổi mình mới tạo được một cuộc sống sung túc đầy đủ. Đó là anh chị kết duyên với các tuổi Kỷ Dậu, Kỷ Dậu, Quý Sửu, Kỷ Dậu. Nếu anh chị kết hôn với những tuổi này thì anh chị chỉ tạo được một cuộc sống trung bình mà thôi. Đó là các tuổi Kỷ Dậu, Kỷ Dậu. Hai tuổi này chỉ hợp với tuổi anh chị về đường tình duyên mà lại không hợp về đường tài lộc. Nếu anh chị kết hôn với những tuổi này, cuộc sống của anh chị sẽ khó khăn và việc làm ăn không được phát triển. Cuộc đời cứ sống trong sự nghèo khổ triền miên. Đó là nếu anh chị kết hôn với các tuổi Kỷ Dậu, Bính Ngọ, Tân Hợi, Kỷ Dậu. Những năm mà anh chị ở vào tuổi 19, 25, 31, 37, 43, 49 và 50 tuổi thì không nên kết hôn. Vì nếu kết hôn sẽ gặp cảnh xa vắng trong cuộc đời. Theo khoa chiêm tinh và huyền bí học thì tuổi Kỷ Dậu nữ mạng nếu sinh vào những tháng này sẽ có nhiều chồng hay ít ra cũng phải đau khổ về việc lấy chồng. Đó là nếu anh chị sinh vào những tháng 7, 8, 10 và 11 âm lịch, những tuổi đại kỵ. Gặp tuổi kỵ trong việc làm ăn thì không nên giao dịch về việc tiền bạc.
Gặp tuổi Kỵ trong việc kết duyên thì nên âm thầm ăn ở với nhau là tốt hơn. Gặp tuổi Kỵ trong gia đình con cái thì phải cúng sao hạn cho mỗi tuổi và tùy theo sao hạn hàng năm mà cúng thì sẽ được giải hạn. Những năm khó khăn nhất. Tuổi Kỷ Dậu có những năm khó khăn nhất là những năm làm ăn không phát triển, cuộc sống nhiều lo phiền. Đó là những năm mà anh chị ở vào số tuổi 27, 30, 38, 45 và 51 tuổi, những diễn tiến từng năm. Từ 17 đến 20 tuổi, đây là thời gian mà anh chị nên hết sức cẩn thận về vấn đề tình cảm, coi chừng có sự lợi dụng, nhất là những người hay có những lời hứa hẹn. Năm 20 tuổi Kỵ đi xa, những mối tình xảy ra trong khoảng thời gian này có thể rất đẹp, nhưng rồi kết quả sẽ hoàn toàn không đi đến đâu cả. Từ 21 đến 25 tuổi, năm 21 tuổi sẽ gặp được người yêu lý tưởng. Năm 22 tuổi là năm đẹp nhất của đời anh chị, có thể anh chị sẽ lập gia đình trong năm này. Từ 23 đến 25 tuổi là những năm mà anh chị hoàn toàn được sống trong hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cuối năm 25 tuổi, coi chừng có thể vì tự ái của anh chị mà sẽ sinh ra đổ vỡ hay một cuộc chia ly bất ngờ. Từ 26 đến 30 tuổi, đây là khoảng thời gian đẹp nhất trong đời anh chị. Anh chị nên tận dụng khoảng thời gian này mà tạo lập sự nghiệp cho thật vững chắc. Vì những năm này anh chị làm gì cũng thành công, tài lộc vượng phát đến mức tối đa. Từ 31 đến 35 tuổi, năm 31 tuổi, coi chừng bị đau bệnh hoặc hao tài bất ngờ. 32 và 33 tuổi, hai năm nhiều buồn phiền về gia đạo. 34 và 35 tuổi, hãy đề phòng những tình cảm vụn vặt trong thời gian này, có thể vì quá vô tình mà gây ra sự đổ vỡ thảm khốc. Từ 36 đến 40 tuổi, đây là những năm sôi nổi nhất của đời anh chị. Nếu những năm trước không xảy ra một sự gì rắc rối về vấn đề tình cảm, thì những năm này thế nào cũng sẽ có. Vậy anh chị cần phải suy xét kỹ lưỡng, nếu không có thể vì một phút nông nổi bồng bột hoặc không dám quyết định dứt khoát mà đời anh chị sẽ bị tan nát. Tài lộc trong những năm này ở mức trung bình, từ 41 đến 50 tuổi, sau những cơn sóng gió, của cuộc đời đã qua rồi, đây là khoảng thời gian bình yên của đời anh chị, không có gì quan trọng xảy ra trong những năm này, tài lộc khá. Từ năm 51 đến 55 tuổi, năm 51 tuổi, có nhiều điều tốt đẹp và trong năm này làm ăn khá tốt, thu nhập nhiều kết quả khả quan. Năm 52 tuổi hơi xấu, việc làm ăn có nhiều thua lỗ, nhất là những tháng 6 và tháng 7, riêng tháng 11 và tháng chạp có lợi đôi chút. 53 tuổi tình cảm vượng phát, tiền bạc dễ dàng, năm này xung khắc mùa đông, cẩn thận sinh mạng. 54 tuổi, năm này khá vững chắc về đường tài lộc, tốt về gia đạo, tiền bạc có nhiều kết quả điều tốt đẹp trong toàn năm. Năm 55 tuổi, hy vọng thắng lợi, có cơ hội tốt trong vấn đề nghề nghiệp và cuộc đời. Năm này không có tài lộc, nhưng phát về đường tình cảm, con cháu làm nên danh phận. Từ năm 56 đến 60 tuổi, 56 tuổi điều tốt, cuộc sống có phần vững chắc, tuổi 56 vượt qua giai đoạn bệnh tật, sức khỏe năm này rất vững vàng. 57 tuổi có hơi xấu, Kỵ mùa xuân, nhưng sức khỏe không suy kém lắm. 58 tuổi, hai năm này được khá tốt, việc con cái gia đình có phát triển về công danh. Năm 59 tuổi, năm này xấu vào nửa năm đầu và nửa năm sau trung bình. 60 tuổi Kỵ mùa hạ, chỉ nên cẩn thận về sức khỏe, toàn năm được khá. Vậy là xem đến đây, anh chị đã biết được, giới tiên tri tiết lộ, Kỷ Dậu 1969, nợ nần ngập đầu, tiền bạc mất trắng, đen triền miên. Hãy áp dụng ngay những thông tin cần thiết vào cuộc sống để có được một tương lai tốt hơn. Thưa các anh chị thân mến, qua mỗi video, Mệnh Phát Tài luôn muốn gửi gắm đến quý anh chị một điều gì đó để giúp anh chị tốt hơn. Anh chị cũng đừng quên tu tâm dưỡng tính và hãy lắng nghe lời Phật dạy về nên làm gì với người cố tình gây tranh cãi. Thông thường, chúng ta để lời nói, hành động bộc phát tự nhiên theo bản năng, phản ứng động vật. Thế nên ai quát ta thì ta quát lại, ai đánh ta thì ta đánh lại. Do đó cuộc đời của ta luôn luôn sống trong những nỗi khổ, niềm đau. Vậy ta nên có kế hoạch làm gì mới phù hợp? 1. Thực hành đức nhẫn. Trong cuộc đời của mình, ai chẳng đôi ba lần tranh cãi. Thế nhưng sau mỗi lần như thế, thua thì tức giận, thắng thì hả hê. Nhưng cả hai trạng thái này đều không nên khuyến khích, nhất là đối với những ai đang tu tập.
Dĩ nhiên việc tranh luận, thảo luận, bàn bạc là điều cần thiết và đáng khuyến khích, thế nhưng không phải nói trong chánh niệm, yêu thương, hòa ái nhằm xây dựng và hoàn thiện lẫn nhau vì mục tiêu chung, vì lợi mình và lợi người. Tranh cãi để làm sáng tỏ chân lý, minh bạch cái đúng cái sai, nhưng vẫn giữ tâm bình tĩnh, từ bi thì không sao. Còn tranh cãi để bảo vệ cái tôi của mình bất chấp việc gây đổ vỡ mối quan hệ, tạo ra không gian sống bất hòa, mọi người luôn nghi kỵ, căng thẳng thì không nên. Khi gặp những điều chưa hiểu hay bất đồng thì nếu có thể hãy tìm cách giải trình với ngôn ngữ nhẹ nhàng, dùng sự thấu hiểu để sẻ chia, tìm ra tiếng nói chung trong sự hòa hợp. Hiểu được như vậy, chúng ta phải thiết lập trạng thái nhẫn nhục, an tĩnh trước bất cứ hoàn cảnh nào. Có nhẫn nhục, chúng ta mới có thể kham nhẫn được với các chướng duyên xuất hiện trong cuộc sống. Khi hiểu rằng những tranh cãi chỉ gây ra thêm tội lỗi thì tốt hơn hết, ta chọn cách kiềm chế, tự chủ và trầm tĩnh hơn. Thực hành đức nhẫn không phải hèn nhát, mà chỉ có thiếu bản lĩnh thì từ lời nói cho tới hành động bộc phát, nông nổi. Có câu, thực hành đức nhẫn mới được mệnh danh là bậc thượng nhân có sức mạnh, nghĩa là nhẫn nhục, biểu hiện sức mạnh của ý chí, sự vững chắc của nội tâm. Cố gắng thực hành chữ nhẫn là để đoạn trừ sự bộc phát sân tâm, cảnh giác ngăn ngừa tội lỗi khổ sở tấn công vì biết mình đã làm sai. 2. Trải tâm yêu thương. Tranh cãi nhiều thì tâm luôn trong trạng thái bất an. Nếu sân giận xuất hiện thì chẳng bao giờ tìm thấy được niềm vui. Còn đứng trên góc nhìn Phật giáo thì một người hay gây tranh cãi là lo sự thiếu hiểu biết, hung hăng nên nghiệp rất nặng. Người ưa tranh cãi cũng sẽ rất khó tu, cũng như rất khó có thể hòa hợp với mọi người, hay bị xa lánh, không ai dám lại gần. Thế nhưng ta có thể đi ngược lại với số đông bằng cách tìm cách gần gũi họ vào thời điểm thích hợp, mang lại cho họ cảm xúc tích cực bằng sự yêu thương và thấu hiểu. Ái niệm là nghĩ đến nhau với tâm yêu thương và kính trọng. Sau khi cãi nhau mà có ái niệm thì cũng là điều khó, không phải ai cũng làm được. Nhưng đừng quên dùng sự hiểu biết và thương yêu để nâng đỡ, làm vơi bớt nỗi khổ niềm vui cho họ. Chỉ cần bằng việc trải tâm yêu thương với người hay tranh cãi để giúp họ cảm thấy được đâu là sự bình yên mà họ cần đã là việc rất tốt rồi. Thế nhưng cũng có nghĩa là cơ hội thay đổi bản thân cũng vì thế mà được mở ra với những người này. Chúng ta khó có thể khuyên răn họ ngay lập tức, nhưng thể hiện sự bao dung, dang rộng vòng tay, nâng đỡ, dìu dắt họ, giúp họ chuyển hóa là việc nên làm. Anh chị thân mến, thông tin luận giải đã thấu, lời tiên tri đã tỏ, vậy nên điều bản mệnh cần làm cũng sẽ dần hiện ra. Vững tâm anh chị nhé, mệnh phát tài chúc anh chị luôn bình an.